Số phận bi thương của nàng công chúa Việt, Phất Kim. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ lấy chồng luôn mong mỏi cuộc sống hạnh phúc, yên ấm. Nhưng trong các triều đại phong kiến Việt Nam, nhiều nàng công chúa đã bị gả bán vì những mưu đồ chính trị của triều đình. Nhưng có lẽ không ai phải chịu cảnh đau khổ như nàng công chúa Phất Kim. Số phận bi thương của nàng công chúa Việt này như thế nào? Quý vị hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Vâng mệnh cha đi lấy chồng. Trong thời đại phong kiến, quan niệm trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Thân phận của người phụ nữ thời đó như bèo giạt mây trôi, phụ thuộc rất lớn vào người đàn ông trong gia đình. Cái đáng nhất là lối tư duy cha mẹ đặt đâu con ngồi đó của phần lớn người xưa đã kéo theo biết bao bi kịch. Đinh Tiên Hoàng là vị vua sáng lập nên triều đại nhà Đinh, cũng chính là vị vua đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc. Ông được đánh giá là một nhà vua anh minh, có tài trị nước, nhưng trong chuyện gia đình con cái, như nhiều người cha trong thời đại của mình, ông áp dụng nghiêm ngặt quy định cha đặt đâu con ngồi đó. Cũng từ quy định này, các con ông chịu không biết bao nhiêu là khổ cực. Công chúa Minh Châu được nhà vua gả cho tướng Trần Thăng, em ruột sứ quân Trần Lãm, người đã trao nhường toàn bộ binh quyền vùng Bố Hải Khẩu cho nhà vua. Công chúa Phất Ngân sau này lấy điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn, người sau này sẽ là vua Lý Thái Tổ, sáng lập triều Lý của Việt Nam. Còn công chúa Phất Kim được Đinh Tiên Hoàng gả cho sứ quân hàng đầu dòng dõi quý tộc là Ngô Nhật Khánh. Nghe lời vua cha, nàng gật đầu bước vào một cuộc hôn phối chính trị để rồi sau đó gặp biết bao nhiêu là tai ương về cả thể xác lẫn tâm hồn. Vị phò mã của công chúa Phất Kim không ai khác chính là Ngô Nhật Khánh. Người đàn ông này có thể nói là người của tiền triều, luôn mang mối căm thù với vua Đinh. Và để ngăn chặn hậu họa về sau, loại bỏ ý định tạo phản của Ngô Nhật Khánh, vua Đinh Tiên Hoàng đã gả chính con gái Phất Kim của mình cho hắn. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có ghi về Ngô Nhật Khánh như sau. Ngô Nhật Khánh là bà con của Ngô Tiên Chúa, tức Ngô Quyền. Trước kia, Ngô Nhật Khánh từng xưng là An Vương, cùng trong số 12 sứ quân giữ đất tranh hùng. Khi Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp được Ngô Nhật Khánh, bèn lập mẹ của hắn làm hoàng hậu, hỏi em gái của hắn cho con mình là Nam Việt Vương Đinh Liễn, lại gả công chúa cho hắn nữa. Thế mà Ngô Nhật Khánh vẫn không bớt oán hờn. Cuộc hôn phối chính trị bắt đầu từ đám cưới giữa vua Đinh Tiên Hoàng với mẹ của Ngô Nhật Khánh. Trước bữa yến tiệc, vua Đinh Tiên Hoàng đã cố tình khéo léo sắp xếp cho người con gái kiểu diễm của mình là công chúa Phất Kim đến chúc rượu Nhật Khánh. Thế là anh hùng trúng bẫy mỹ nhân. Ngay từ phút đầu tiên trông thấy công chúa Phất Kim, Nhật Khánh đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Đến lúc chúc rượu thứ hai, Nhật Khánh giơ tay đón ly rượu, vờ nắm vào bàn tay của công chúa. Phất Kim e lệ, khẽ rụt tay lại. Nhật Khánh hỏi: "Quý danh của nàng liệu ta có biết được chăng?" Phất Kim công chúa bẽn lẽn trả lời: "Dạ thưa tướng quân, tên thiếp là Phất Kim." Nhật Khánh nói như reo: "À, là Phất Kim." Đến lúc chúc rượu thứ ba, Nhật Khánh táo tợn hỏi: "Ta muốn cùng nàng sum vầy gia thất, liệu nàng có bằng lòng không?" Phất Kim đáp lễ: "Cảm ơn tướng quân đã có lòng hạ cố." Sau đó nàng rảo bước không dám ngoái lại nhìn. Nhìn thái độ của Nhật Khánh, vua Đinh Tiên Hoàng biết rõ Nhật Khánh rất mê đắm công chúa Phất Kim, người con gái yêu quý của mình. Sắp đặt và chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra, vua Đinh Tiên Hoàng rất đắc chí vì cuối cùng mục đích của ông cũng gần như là hoàn thành. Sau đó, do nóng lòng có được người đẹp, vua Nhật Khánh không ít lần ngỏ lời cầu hôn công chúa nhưng đều bị từ chối. Một lần vua Đinh gọi Phất Kim đến mà rằng: "Tướng quân Ngô Nhật Khánh là người thao lược và bậc nhất, nhưng chưa thực sự tận trung với sự nghiệp của ta. Giặc Tống và giặc Chiêm đang lăm le bờ cõi, nếu được Nhật Khánh giúp thêm vây cánh thì đại cổ Việt ta còn gì bằng. Cha muốn con ưng thuận lời thỉnh cầu của Nhật Khánh để lấy tình phu phụ thuyết phục Nhật Khánh giữ trọn đạo hiếu trung." Biết rằng tính khí vua cha nóng nảy, lại một khi đã đưa ra quyết định gì thì phải làm cho bằng được, công chúa Phất Kim đành gật đầu nghe theo. Hôn sự nhanh chóng diễn ra sau đó, và rồi Nhật Khánh trở thành phò mã của vua Đinh Tiên Hoàng. Nỗi đau tột cùng của Phất Kim. Trong thời gian đầu, Ngô Nhật Khánh và công chúa Phất Kim sống khá hạnh phúc. Cho đến một hôm, Nhật Khánh nhận được một phong thư của lái buôn phương Bắc. Nhật Khánh đọc xong rất vui mừng. Sau đó hai ngày, Nhật Khánh xin phép nhạc phụ Đinh Tiên Hoàng cho mình và công chúa Phất Kim đi kinh lý Ái Châu bằng đường thủy. Yêu cầu này liền được chấp nhận. Hôm sau, trong lúc trên thuyền đi Ái Châu, thấy thái độ của chồng mờ ám kỳ lạ, công chúa Phất Kim liền hỏi chồng:
chúng ta đi đâu vậy? Lúc này biết rằng không thể giấu được vợ, Ngô Nhật Khánh mới nói rằng mình sẽ vượt qua biên giới để cầu cứu vua Chiêm. Ngô Nhật Khánh cũng hé lộ rằng người Tống sẽ giúp dẫn đường. Theo đó, vua Chiêm sẽ giúp đỡ thuyền bè, binh lính để đánh đường thủy, còn quân Tống sẽ hỗ trợ đường bộ. Sự việc vỡ lẽ, thì ra Ngô Nhật Khánh vẫn chưa từ bỏ ý định phản nghịch lại vua Đinh Tiên Hoàng. Mặt công chúa Phất Kỳ biến sắc. Để dỗ dành vợ, Ngô Nhật Khánh còn ngọt nhạt nói rằng: sau này, nếu cơ đồ rộng mở, ta sẽ là vua, còn nàng sẽ trở thành chính cung hoàng hậu. Cứ tưởng công chúa Phất Kim sẽ như thuyền theo lái, xuôi theo những viễn tưởng phù hoa mà ngay lời chồng làm phản vua cha. Trái lại, công chúa Phất Kim rất đau đớn khi phát hiện ra chồng mình vẫn mang trong lòng âm mưu làm phản. Phất Kim kiên quyết nói rằng sẽ không phản bội phụ vương. Công chúa cũng cầu xin Ngô Nhật Khánh hồi tâm chuyển ý, đừng phản lại vua cha để rồi phải mang tội bất hiếu bất trung. Bất ngờ, Ngô Nhật Khánh đùng đùng tức giận, tiến lại phía công chúa Phất Kim đang giàn giụa nước mắt, liền rút dao ra mà xẻo má vợ và kể tội như sau: cha nàng đã lừa gạt để ức hiếp mẹ con ta, ta có đâu lại vì nàng mà bỏ qua tội ác của cha nàng. Thôi, nàng hãy trở về, ta sẽ một thân một mình đi tìm ai có thể cứu được ta đây. Nói xong, vị phò mã của vua Đinh sang thuyền chiến cạnh đó hối thúc quân trèo, bỏ lại công chúa và những nữ hầu. Bị người chồng đầu gối tay ấp bao năm trở mặt, nhẫn tâm hủy đi nhan sắc ngọc ngà, còn định tạo phản giết cha mình hòng cướp nước. Lòng Phất Kim bấy giờ đau đớn khôn nguôi. Phất Kim được đưa về kinh thành Hoa Lư chạy chữa thuốc men. Tuy vết thương trên mặt đã lành, nhưng vết sẹo trên má thì không bao giờ có thể làm nguôi được nỗi đau đớn và tủi nhục trong lòng của một người vợ có chồng là tướng quốc, là phò mã mà lại theo giặc ngoại bang để chống lại vua cha. Cuối cùng, công chúa Phất Kim đã xuống tóc đi tu trong một ngôi chùa ở kinh thành Hoa Lư. Sau đó, biết bao biến cố thời cuộc nối tiếp diễn ra. Vua cha Đinh Tiên Hoàng và anh cả đều bị sát hại. Về phần Ngô Nhật Khánh thì mang chiến thuyền đánh đại cổ Việt, nhưng gặp bão lớn mà tan xác, xác trôi xuống đáy sông mà không cách nào tìm được. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép lại: nghe tin Đinh Tiên Hoàng đã mất, Ngô Nhật Khánh dẫn quân chiêm thành theo đường biển mà vào cướp phá. Chẳng dè khi quân của chúng đi qua cửa biển Đại Ác và cửa biển Tiểu Khang thì phong ba nổi lên, nhấn chìm hết cả thuyền bè. Ngô Nhật Khánh bị chết đuối. Chúa Tràm, tức vua Chiêm Thành, may được thoát nạn, thu nhặt tàn quân mà chạy về. Qua bao cuộc bể dâu đó, công chúa Phất Kim lòng càng xót xa, nặng trĩu, nàng trở nên u buồn và câm lặng. Sau đó nàng quyết định nhảy xuống giếng nước Lầu Vọng Nguyệt, phía tây bắc kinh thành Hoa Lư để tự vẫn, kết thúc một phận đời bi kịch. Quả thật, phận đời công chúa Phất Kim là một phận đời buồn, một mặt trái của xã hội phong kiến xưa. Có sắc, có quyền, lại hiếu đạo khiêm nhu, nhưng lại bị xoáy vào những mưu đồ chính trị. Hết cha rồi tới chồng, cuối cùng phải dùng cái chết để giải thoát mà bên cạnh lại không có lấy một người thân. Cái chết của công chúa Phất Kim làm cả triều đình và dân chúng Hoa Lư xúc động. Ai cũng thương cho số phận của người con gái tiết liệt trung trinh. Ở đó, một ngôi đền đã được lập nên để tưởng nhớ nàng công chúa lá ngọc cành vàng mà cuộc đời đầy sóng gió bi ai. Ngôi đền đó nay được gọi là đền Thục Tiết Công Chúa. Công chúa Phất Kim là một hình ảnh người phụ nữ đẹp, hiền lành, trung hậu, trải qua nhiều sóng gió, vẫn giữ được đạo tiết trung thành của mình. Quý vị và các bạn cảm nhận như thế nào về số phận của công chúa Phất Kim? Hãy để lại bình luận xuống phía cuối video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.